Ngay cả ở Richmond từ giữa thế kỷ 19, cùng thời với những cuộc khai phá đầu tiên của người Anh đến vùng đất này. Từ đó, Gifton của Richmond trở thành một cảng cá quan trọng ở vùng Tây Nam Canada cho đến tận ngày nay. Nhiều người cho rằng Gifton là điển hình của làng chài cổ châu Âu, hoạt động đánh bắt cá, buôn bán hải sản được duy trì bên cạnh việc giữ gìn nghề thủ công. Một nếp sinh hoạt cũ đang bị mai một dần tại nhiều làng chài, làng nghề trên thế giới. Cảng Gifton với không gian thoáng đãng, hàng loạt nhà hàng nhộn nhịp khách ra vào, cũng như những con đường lát cổ xinh đẹp, khiến du khách ban đầu cứ ngỡ mình lạc bước đến một thành phố nghỉ dưỡng nào đó. Dưới bến cảng, rất nhiều mặt hàng hải sản tươi sống được bày bán ngay trong các tàu cá đậu dọc cần tàu. Vào dịp cuối tuần, rất đông gia đình từ Vancouver và các vùng lân cận đổ về Gifton để tránh sự ồn ào của thành phố, để cảm nhận trọn vẹn hương vị mặn mòi của biển, để ngắm nhìn cảnh tàu thuyền tấp nập, cập bến và không thể không mua hải sản, đặc biệt là cá hồi tươi, tôm hùm, cua biển. Ở chợ trời hải sản này, người ta vẫn giữ thói quen mua bán kiểu mặc cả, và có lẽ vì vậy thu hút khá đông chị em phụ nữ. Khung cảnh trả giá và so sánh chất lượng của chị em tạo nên thứ hợp âm rất vui tai, khác hẳn không khí tĩnh lặng vốn có ở làng chài. Nhưng chỉ sau 5 giờ chiều, mọi người lặng lẽ tụ về khu vực cầu cảng cùng ngắm hoàng hôn, cùng đếm những con mòng biển dám cả gan rượt đuổi cả đại bàng trên cao. Không chỉ là chợ hải sản tươi sống bán tôm, cá ngừ, cá hồi, Richmond còn được biết đến như một điểm du lịch lý tưởng với bãi biển đẹp, cầu tàu neo đậu hàng trăm con tàu đánh bắt hải sản và cả những chiếc du thuyền. Những nhà hàng sát biển với cảnh bài trí như những con tàu xinh đẹp chuẩn bị ra khơi. Đi dọc cầu tàu qua tấm bảng Fisherman Wharf là vào khu vực bán hải sản. Chúng tôi đã ghé vào một nhà hàng với chủ nhân là người gốc Việt. Thưa quý vị, sau khi dạo một vòng quanh khu bờ cảng Gifton thì Thanh Tâm đã tìm được một nhà hàng có chủ nhân là người Việt Nam. Nhưng mà rất tiếc là anh Hải đã không có mặt ở đây ngày hôm nay và chúng tôi đã nói chuyện với Julian, là nhân viên đã làm việc ở đây rất là nhiều năm, và Julian sẽ cho chúng ta biết một số chi tiết về nhà hàng này. It's owned by a Vietnamese owner. There are crab meat and you know, Thai chili, black bean, garlic, ginger. We make fresh crab. We have it in the tank over there, and we cook it right on the spot for you. Never been frozen. It's a small business, unlike all the other food chains and stuff like that. Like in Seattle, they have a crab pot, whereas we're like a bit smaller, more like home style kind of thing. Thưa quý vị, đây là một nhà hàng nổi ở trên biển và anh Julian đã làm việc ở đây được 3 năm rưỡi. Và như là lời anh chia sẻ thì ở đây bán hải sản tươi và đặc biệt là chuyên về thịt cua. Thì chút xíu nữa đây Thanh Tâm sẽ thử một số món ăn. So the owner's family actually catches the crab and brings it here. So we actually catch all our own crabs fresh from the sea. Thanh Tâm đang ngồi bên trong nhà hàng nổi trên trên biển và đây là hai món ăn đặc biệt nhất của nhà hàng có tên là Crab King. Như là lời của anh Julian vừa chia sẻ thì ở nhà hàng này đặc biệt nhất là món thịt cua, và chủ nhân là anh Hải có một chiếc thuyền đánh cá và mỗi ngày thì họ đi ra biển và đánh bắt những cái món hải sản về và bán ngay trong nhà hàng này. Như vậy là món ăn rất là tươi, và Thanh Tâm bây giờ sẽ thử món ăn này và sẽ chia sẻ cùng quý vị về mùi vị cũng như là như quý vị nhìn thấy là đã rất là đẹp mắt phải không? Bây giờ sẽ thử coi cái mùi vị như thế nào nha quý vị. Nếu quý vị có dịp mà ghé thành phố Vancouver thì hãy đến Richmond, cách Vancouver không có xa lắm, và có thể đến đây và mua những cái hải sản mang về, và đồng thời cũng có thể đến cái nhà hàng Crab King này ủng hộ cho người Việt Nam, đồng thời cũng có thể thử cái món Crab King và cái món tại mình rất là ngon thưa quý vị. Do we cook
cook them fresh here. Vì khi nãy Thanh Tâm có nói là anh Hải là chủ nhân của nhà hàng này không có mặt ở đây, nhưng mà sau khi nghe cô bán hàng nói là có phóng viên của SBTN thì anh đã quay trở lại nhà hàng cũng như là đã vào ngay trong bếp và làm một cái món ăn rất là đặc biệt này để đãi cho khách. Anh có thể nào cho khán giả biết về nhà hàng của anh cũng như là về anh? Bố mình mấy mình đi đánh cua, xong mới đầu mình đi đến Seattle Crab Pot ấy, thì mình nhìn thấy người ta nấu cũng đơn giản thôi, xong rồi mình bảo là chắc là mình nấu cũng có thể hơn người ta. Mình mở một cái đầu tiên ở BC giống kiểu vậy, nhưng mà cua của mình là tươi. Mọi ngày bố mình đánh cua xong rồi cầm cua đến đây xong rồi bán cho mình, xong mình lại nấu cho mọi người. Dạ thưa anh, thì nhà hàng đã hoạt động được bao lâu và như anh đã chia sẻ là đây là nhà hàng nổi đầu tiên ở tại BC phải không anh? Dạ thì ở đây có cái lượng khách đến như thế nào? Khách thì đa số là người Tây, nó thích ăn fish and chips, nhưng mà người tàu châu Á của mình ấy thì ăn cua. Tại vì người Tây ấy, người ta không biết ăn cua làm sao. Tại bên Mỹ ấy, thì nhiều người Tây biết kiểu ăn cua, nhưng mà ở đây ấy, là người ta không biết. Nên mình phải nhiều khi không bận, mình đến mình dạy người ta ăn làm sao. Yeah. Thì cái món này là cái món cua xào hành gừng phải không? Thì anh có thể nào chia sẻ về cái điểm đặc biệt của cái loại cái món ăn này? Người tàu ấy nó dạy mình nấu. Xong bắt đầu ấy thì nó rất là kiểu là nổi tiếng ở tàu. Thì nó vừa gừng với lại tỏi rất là thơm. Thưa anh, thì khi nãy anh có chia sẻ là anh và bố là đánh bắt cua đã rất là lâu, thì anh có bao nhiêu năm trong nghề rồi và sau đó thì anh mới đổi ý định là mở nhà hàng? Mình đi giúp bố đánh nghề biển ấy, từ hồi khoảng 20 tuổi. Xong bắt đầu mình đi học nghề sửa xe, nhưng mà sau cũng không yêu nghề mấy, xong rồi thay đổi về làm nhà hàng. Nhưng mà bố mình đánh cua khoảng hơn 15 năm rồi. Cái công việc nghề biển ấy thì nó rất là kiểu là nó vất vả, nó là sóng gió. Thì mình nghề đấy là mình thích tiếp xúc với mọi người, về nhà hàng. Thì cái nghề biển ấy bố mình bảo là sau này con thành đi đánh cua với bố, nhưng mà mình không yêu nghề. Thế anh, thì ở khu vực này có nhiều người Việt là làm cái nghề này hay không? Đa số là mấy người ở Thủ Nguyên ấy thì làm nghề biển. Còn mọi người khác thì khác chắc không. Thì ở Stevenson này là có khoảng bao nhiêu tàu đánh cá là của Việt Nam? Tàu đánh cua thì mình chắc là nghĩ là khoảng hơn 30 cái. Còn đánh cá với lại đánh tôm ấy thì mình nghĩ chắc khoảng cỡ khoảng 50 cái. Như vậy bây giờ anh có thể nào hướng dẫn chúng em đến một vòng tham quan cái khu vực đánh bắt cá của người Việt Nam? Là mỗi năm mình đánh ở vùng này một lần. Đấy, mình đánh được 8 năm rồi. Có hôm thì nó nhiều cua thì ngày nào cũng đi. Nhưng dần dần mà kiểu là cuối mùa hay là giữa mùa ấy, là mình đi cũng khoảng 2 ngày một lần. 1 tiếng rưỡi đến 1 tiếng 40 phút. Mà tùy theo mình đi xa không. Mà đánh đây là đánh gần. Còn lúc mà mình đi xa là có thể là 3 tiếng 4 tiếng. Đầu mùa ấy thì người ta đánh cùng một chỗ, nhưng dần dần bớt cua đi ấy là người ta đi xa, nhà tỉa xa đấy. Thì tùy theo có năm thì đánh được, có năm thì không, nó là vậy nghề biển. Thưa anh, thì có khi nào mà chúng ta đi ra khơi mà cái ngày nào mà không có cá hay không, không có cua mà đi về tay không hay không? Nếu mà đi ấy, thì bắt nhiều ít thôi, còn bắt không con nào thì chắc cũng không có đâu. Chắc là nếu mà bắt ít khoảng 80 phao hay là 70 phao. Bắt nhiều nhất thì cỡ khoảng 1.000 phao, hơn 1.000 phao. Ở đây mũi license ấy, là nó cho chính phủ nó chỉ đánh một loại cá hay là tôm hay là mọi thứ thôi, cua thôi. Như vậy là mỗi năm đó cái license đó mình phải trả tiền là bao nhiêu? Chắc là 500 để cho gia hạn thôi. Còn cái license cua là khoảng bây giờ trong vòng khoảng 1 triệu một license. Như vậy cái bờ bên kia là cái nơi mà bán hải sản sống, mà hải sản tươi phải không anh?
Đúng rồi. Nó bán khoảng thứ bảy chủ nhật mới lại weekend. Đa số là mấy người tàu, mấy người châu Á nó đến đấy nó mua, nhưng mà nó kiểu là nó nhìn nó ở tàu thì nó tự nhiên nó nghĩ là nó tươi thì người ta mua. Cái nó người ta cũng không nghĩ là giá cả thì nó cũng không đắt mấy. Dạo một vòng dọc khu cảng Sydney, chúng tôi đã lượm lặt lại một bức tranh nho nhỏ về cuộc sống của cộng đồng ngư dân là người Việt ở Richmond, nhộn nhịp với những tâm sự về nghề đi biển nơi xứ người. Thưa quý vị, sau lưng Thanh Tâm là cái lồng cua và anh Hải sẽ chia sẻ với chúng ta về cái lồng này. Thưa anh thì tại sao mà cái lồng cua nó to đến như vậy? Cái lồng cua to này để cho khách nhìn ấy, tại vì thường thường mấy người già nhìn ấy, cái lồng hơi khó, nghe mắt kém. 200 cái. Nha. 200 cái. Trung bình á thì mỗi lồng khoảng 5-6 con, có lồng 20 con, có lồng 5 con, tùy theo. Vừa rồi là một số hình ảnh của làng chài lưới của người Việt Nam ở tại cảng Stevenson. Thanh Tâm cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại trong các chương trình phóng sự lần sau.